tất cả cùng là text thì chúng ta mới hiểu là chu thì là text còn phô là không phải text còn nếu trong trường hợp bạn lẫn lộn giữa các hàm is text is number thì kết quả chu phô này đôi khi nó bị hiểu sai đi rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái dữ liệu này nó là dữ liệu kiểu ngày tháng do đó chúng ta muốn chuyển về dữ liệu kiểu text nhưng lại kèm theo định dạng giống nội dung ban đầu thì ở đây chúng ta sẽ làm như sau này đầu tiên chúng ta dùng hàm chuyển dữ liệu về kiểu text là hàm trim cho OB14 này. Đó. Thì kết quả ra 43908 chứ không phải là 18 gạch chéo 03 gạch chéo 2020. Và con số này sẽ chuyển về định dạng kiểu ngày tháng như sau này. Các bạn dùng hàm tích bao bên ngoài phẩy này. Bây giờ chúng ta viết cách thức định dạng này. Cách thức định dạng cho dữ liệu kiểu ngày đó là DD gạch chéo MM gạch chéo 4 chữ Y. Đóng dấu như kép lại. Được các bạn chú ý nhé ở đây cách thức định dạng là ngày tháng và năm nhưng chúng ta phải đặt nó trong cặp dấu nháy kép đấy là nguyên tắc viết hàm text chúng ta phải hết sức lưu ý các bạn viết kiểu định dạng sau đó kiểu định dạng này các bạn đặt trong cặp dấu nháy kép rồi và chúng ta có kết quả là ngày 18 tháng 3 năm 2020 ở dưới dạng text đây chính là kết quả cuối cùng mà chúng ta mong muốn thì có một số bạn sẽ thắc mắc là trong một số trường hợp mình dùng hàm trim thì dùng hàm left và len như thế nào thì cụ thể ở đây chúng ta có như sau này có hàm left cho OB12 tức là xét phần bên trái của ô này và lấy bao nhiêu ký tự thì số lượng ký tự cần lấy là lấy hết chúng ta chuyển toàn bộ cái ký tự này sang dạng tách vì vậy chúng ta lấy hết thì để lấy hết được ký tự thì chúng ta dùng hàm len để lấy toàn bộ số lượng ký tự đó thì đấy là cách sử dụng hàm left và len để chuyển dữ liệu từ kiểu số sang kiểu text đó, kết quả cũng giống nhau Nhưng chúng ta thấy dùng hàm trim nhanh hơn rất là nhiều Chỉ cần dùng một hàm thôi Còn left và len chúng ta phải viết hai hàm Và hai lần tham chiếu nó mất công hơn Đó. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo